Một nắm giỏ khô cộng một bài tập trị sạch mất ngủ, khí huyết thông cả đời không bệnh. Quý vị thân mến, người cao tuổi thường gặp phải những vấn đề như mất ngủ, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, hay mắc phải các bệnh lý mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường và bệnh tim mạch. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thể lực, mà còn gây tác động tiêu cực đến tinh thần và rút ngắn tuổi thọ. Một giấc ngủ ngon, chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng và luyện tập đều đặn như ngồi thiền hay đi bộ có thể giúp cải thiện đáng kể sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể. Mời quý vị cùng Bờ Tỉnh Thức khám phá một nắm giỏ khô và một bài tập giúp hồi sinh sức khỏe, bách bệnh tiêu tan. Theo quan niệm đạo lý xưa, người ta thường nói rằng trăm năm trần bì, ngàn năm nhân sâm. Người già cũng hay nói rằng một lạng trần bì đổi được một cân nhân sâm, đủ thấy rằng trần bì có giá trị rất cao về mặt y học và tác dụng bảo vệ sức khỏe. Vậy trần bì là gì? Trần bì chính là vỏ cam mà chúng ta thường ăn. Sau khi được phơi khô, trở thành một vị thuốc đông y rất phổ biến trong đời sống hàng ngày. Mặc dù nó không phải là thứ quý hiếm như vàng, nhưng giá trị y học của nó thực sự khiến người ta kinh ngạc. Càng để lâu, dược tính của nó càng mạnh. Với tên gọi trần bì, như một loại dược liệu đông y thông thường, nó có tác dụng thông khí, làm tan đờm và tiêu ẩm ướt. Nhiều người thích dùng trần bì để pha nước uống, không chỉ vì hương thơm của cam, mà còn vì tác dụng chữa bệnh lớn của nó. Người xưa tin rằng trần bì có thể điều hòa khí, kiện tỳ, tiêu ẩm và hóa đờm. Vì vậy, từ lâu, các thầy thuốc đã coi trần bì là một vị thuốc tốt để điều trị đờm ẩm ở phổi và tỳ vị. Trong số đó, nổi tiếng nhất phải kể đến bài thuốc nghìn năm nhị trần thang, trong đó trần bì và bán hạ kết hợp làm dược liệu chính, được dùng để điều trị các triệu chứng như đầy ngực, mệt mỏi, ho có đờm, thậm chí là chóng mặt, hồi hộp và buồn nôn do tỳ vị không tiêu hóa được thức ăn, gây tích đờm. Nói chung, chỉ cần thấy có đờm và ẩm ướt, bạn có thể kết hợp trần bì vào để sử dụng. Trần bì thực sự là một cao thủ trong việc tiêu ẩm và hóa đờm. Y học hiện đại cũng đã chứng minh rằng các thành phần có trong trần bì có nhiều tác dụng tuyệt vời mà người hiện đại rất ưa chuộng. Thứ nhất là chống oxy hóa. Các hợp chất flavonoid và polysaccharide là thành phần chính của trần bì. Chúng có khả năng khử các gốc tự do rất mạnh và hiệu quả khử gốc tự do rất tốt. Chúng ta đều biết rằng chống oxy hóa có nghĩa là làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa sự hình thành của khối u. Thứ hai là bảo vệ gan. Các hợp chất flavonoid trong trần bì có tác dụng tăng cường khả năng chống oxy hóa của gan, có thể dùng để phòng ngừa tổn thương gan, đặc biệt phù hợp với những người bị gan nhiễm mỡ. Thứ ba là giảm cân. Trần bì có khả năng giảm cholesterol và mỡ máu. Cơ chế là trần bì thúc đẩy quá trình chuyển hóa cholesterol thành axit mật, đồng thời ngăn cản sự hấp thụ chất béo và cholesterol. Một trong những alkaloid có trong trần bì, tân phục linh, có thể đẩy nhanh quá trình tiêu hao năng lượng và tăng cường sự trao đổi chất, mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào, đã được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm giảm cân. Thứ tư là chống viêm. Tinh dầu bay hơi của trần bì có tác dụng chống hen suyễn, giảm ho và chống viêm dị ứng. Các thành phần hoạt chất trong trần bì có khả năng làm giãn cơ trơn khí quản, giúp khí quản giãn nở nhẹ và giảm tần suất ho. Vậy, những lợi ích của việc uống nước trần bì là gì? Khi chúng ta hiểu rõ các thành phần chính của trần bì, chúng ta mới nhận ra tác dụng và giá trị của nó. Để phát huy tối đa tác dụng của trần bì, phương pháp chủ yếu là ngâm trong nước. Bằng cách đun sôi, nấu chín hoặc pha, các thành phần có lợi của trần bì sẽ được hòa tan hoàn toàn vào trong nước. Thứ nhất,
Uống nước trần bì giúp tiêu hóa và làm dịu cảm giác khó tiêu. Trần bì chứa chất limonin, loại chất này có vị nhẹ nhàng và dễ tan trong nước. Ngoài ra, trần bì còn chứa tinh dầu bay hơi, naringin, cùng các vitamin B và C. Các thành phần này giúp kích thích nhẹ nhàng hệ tiêu hóa, làm tăng tiết dịch tiêu hóa, loại bỏ hơi thừa trong dạ dày và ruột, và giảm đầy bụng. Đồng thời, nó cũng giúp tăng cảm giác thèm ăn. Thứ hai, uống nhiều nước trần bì còn giúp thanh lọc cơ thể và dưỡng da. Trần bì chứa rất nhiều vitamin C và tinh dầu có lợi cho sức khỏe. Uống trà trần bì không chỉ có tác dụng làm tỉnh táo và thông khí, mà còn giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể, điều hòa tuần hoàn bên trong. Từ đó da dẻ sẽ ngày càng tươi tắn, con người cũng trở nên xinh đẹp hơn. Thứ ba, uống nước trần bì còn giúp điều hòa khí và giảm ẩm. Chúng ta thường nói rằng, khi tỳ vị không thông, thức ăn bị tích tụ lại. Điều này dẫn đến hơi ẩm tích tụ trong cơ thể, gây ra các triệu chứng như chán ăn, đầy bụng, lưỡi có lớp dày. Khi phổi không thông, cơ thể sẽ tiết ra nhiều đờm trắng, gây ho, khó thở và tức ngực. Thứ tư, uống nước trần bì có thể giảm ho, làm tan đờm và tốt cho tỳ vị. Từ xưa đến nay, trần bì luôn được coi là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe quý giá. Người ta hay gọi nó là nhân sâm nghìn năm, trần bì trăm năm. Trần bì chứa các dưỡng chất như carotene, vitamin C, vitamin B, có hàm lượng cao hơn cả quả cam, giúp tăng cường sức khỏe cho tỳ vị, giảm ho và tan đờm. Thứ năm, uống nước trần bì có thể chữa chứng đầy bụng. Trần bì có ba tác dụng chính, thứ nhất là loại bỏ khí hằn trong ngực, thứ hai là giải quyết sự tắc nghẽn khí, và thứ ba là giúp ích cho tỳ vị. Trong ba tác dụng này, tác dụng quan trọng nhất là điều hòa khí tỳ vị. Thứ sáu, trần bì giúp giảm buồn nôn và nôn mửa. Thứ bảy, trần bì còn có tác dụng bổ trung ích khí. Thứ tám, uống nước trần bì còn có thể chống dị ứng, chống viêm, cầm máu và giảm mỡ máu. Trần bì chứa nhiều hợp chất hóa học quý như hesperidin, có khả năng chống kết tập tiểu cầu, chống hình thành huyết khối, chống ung thư, kháng nấm, chống viêm, chống dị ứng, ức chế enzyme cholinesterase và chống động kinh. Nó là một chất thúc đẩy quá trình chuyển hóa carbohydrate. Vậy là sao để pha nước? Xin thưa, cách pha nước uống trần bì gồm các bước như sau. Thứ nhất, rửa sạch trần bì. Trần bì không cần phải cạo sạch phần bên trong. Chỉ có những loại trần bì kém chất lượng mới phải cạo sạch lớp vỏ ngoài đắng. Đặc biệt, trên một số sàn thương mại điện tử thường hướng dẫn cách nhận biết độ tuổi của trần bì bằng cách đun với nước sôi hoặc rửa bằng nước ấm. Với trần bì lâu năm, có thể dùng bàn chải để chà rửa tùy theo yêu cầu cá nhân. Chỉ cần rửa sạch là được. Thứ hai, trần bì có thể nấu nước hoặc pha nước uống. Khi nấu trần bì, hương vị sẽ nhanh chóng tỏa ra, mùi thơm đậm đà. Còn khi pha, nước trần bì sẽ có vị nhẹ nhàng hơn, nhưng đậm đà hơn theo thời gian. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng. Trần bì cũng có thể dùng để ngâm rượu. Sau khi phơi khô, ngâm chung với rượu trắng trong khoảng 3 tháng là có thể uống, rất tốt cho việc thanh phế quá đờm. Ngoài ra, thời gian ngâm càng lâu, công hiệu của rượu trần bì càng tăng và rượu cũng ngày càng thơm ngon hơn. Thứ ba, trần bì cũng có thể dùng trong việc nấu cháo hàng ngày. Thêm vài lát trần bì vào khi nấu sẽ làm cho cháo thơm ngon hơn, đồng thời có tác dụng kiện tỳ kích thích tiêu hóa. Thứ tư, khi kho thịt, cũng có thể thêm một lượng nhỏ trần bì vào, không chỉ làm tăng hương vị món ăn, mà còn giúp giảm cảm giác ngấy do dầu mỡ. Một số bài thuốc phối hợp với trần bì. Thứ nhất, chữa buồn nôn, lạnh tay chân,
dùng 4 lạng trần bì kết hợp với nửa cân gừng núi, đun sôi với nước, uống khi còn ấm. Thứ hai, chữa viêm tuyến vú, dùng 30 gram trần bì, 6 gram cam thảo, sắc thành nước uống. Thứ ba, chữa cảm lạnh do phong hàn, dùng vỏ quýt tươi và vài lát gừng sống, thêm một lượng đường đỏ thích hợp, đun sôi nước uống. Thứ tư, giảm đầy hơi, pha vỏ quýt tươi với nước sôi, thêm một ít đường trắng, dùng làm trà quýt. Thứ năm, kích thích thần kinh và kích thích tiêu hóa, rửa sạch vỏ quýt, cắt thành sợi, phơi khô, sau đó bảo quản chung với trà, pha nước uống. Học cách kết hợp trần bì với các nguyên liệu khác sẽ giúp tăng cường tác dụng của trần bì. Thứ nhất, trần bì kết hợp với ô mai và phục linh, giúp thanh nhiệt và giải khát vào mùa hè. Khi trời nóng, cơ thể thường bị khô miệng, khát nước. Có thể dùng ô mai, trần bì, phục linh và mạch môn đun với nước sạch, lọc lấy nước, thêm đường phèn và uống. Thứ hai, trần bì kết hợp với quế giúp làm ấm cơ thể và hoạt huyết. Quế có tác dụng chữa đau bụng do lạnh, suy nhược cơ thể do phong hàn. Đun sôi trần bì với nước, sau đó thêm bột quế vào, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 5 phút rồi uống. Thích hợp cho phụ nữ bị đau bụng kinh, căng tức ngực hoặc lạnh bụng. Thứ ba, trần bì kết hợp với gừng giúp cải thiện cơ thể dương hư, trừ lạnh và tiêu ẩm. Gừng có tác dụng làm ấm cơ thể, thúc đẩy tuần hoàn máu, làm dịu các cơn đau bụng lạnh, nôn mửa do lạnh và cảm giác khó thở. Cho một ít trần bì và gừng tươi vào cốc, đổ nước sôi vào, đậy nắp và để trong 10 phút. Sau đó thêm đường đỏ hoặc mật ong vào uống. Phù hợp cho những người dương hư, thường xuyên cảm thấy tay chân lạnh, trợ lạnh. Nếu có biểu hiện tiêu chảy hoặc lạnh bụng, đừng quá lo lắng. Thứ tư, trần bì kết hợp với trà phổ nhĩ giúp tiêu hóa mỡ và điều hòa khí. Trà phổ nhĩ là một loại trà đã có lịch sử hàng nghìn năm. Trong trà kinh của Lục Vũ, người ta đã nhắc đến việc thêm vỏ quýt vào trà. Trà phổ nhĩ khô được làm từ trần bì và trà phổ nhĩ. Trần bì chứa tinh dầu và vitamin, giúp kiện tỳ và hóa giải dầu mỡ. Trà phổ nhĩ chứa enzym và nấm men, có tác dụng tiêu hóa mỡ, giảm cảm giác đầy bụng và tăng cường khí lực. Thứ năm, trần bì kết hợp với sơn tra giúp tiêu thực, kiện tỳ và hoạt huyết. Sơn tra có tác dụng tiêu thực, hỗ trợ tiêu hóa và hoạt huyết quá ứ. Còn trần bì giúp tiêu ẩm, kiện tỳ và hóa đờm. Đun trần bì và sơn tra với nước sạch, đun sôi nhỏ lửa trong 20 phút. Uống vào buổi sáng và tối, rất có lợi cho những người bị đầy bụng, ứ khí do tổn thương gan và các chứng tích tụ thức ăn. Từ một miếng vỏ quýt nhỏ, trải qua thời gian, giá trị của nó không ngừng tăng lên. Chỉ có một số ít rất may mắn mới có thể trở thành loại dược liệu quý giá. Sau khi đọc xong, bạn đã biết cách sử dụng trần bì trong mùa đông chưa? Hãy thử ngay nhé! Trong mùa thu và đông, hy vọng mọi người có thể thông qua những phương pháp đơn giản này mà yêu thích việc chăm sóc sức khỏe bằng trần bì. Bạn có gặp vấn đề về giấc ngủ không? Công việc bận rộn, học tập mệt mỏi, khi nằm trên giường lại không thể ngủ, trằn trọc mãi mà vẫn không chợp mắt được. Có bao nhiêu người nằm trên giường từ 10 giờ tối, nhưng đến 1 giờ sáng vẫn chưa ngủ, thậm chí 2 giờ đêm vẫn còn thức. Đến 3 giờ thì có chút buồn ngủ, nhưng trong giấc mơ lại xuất hiện vô số hình ảnh lạ lùng. Khi đột ngột mở mắt, bạn lại thói quen nhấn điện thoại kiểm tra và rồi nhận ra đã là 4 giờ sáng. Và hôm sau, chu kỳ mất ngủ, thức khuya lại tiếp tục diễn ra. Người trung niên và cao tuổi càng hay gặp phải vấn đề về giấc ngủ hơn. Không phải khó ngủ, thì cũng là thường xuyên thức giấc giữa chừng, dẫn đến thiếu ngủ vào ngày hôm sau và tinh thần không tốt. Với sự phát triển của xã hội,
các vấn đề về giấc ngủ như mất ngủ, mơ nhiều, tỉnh sớm cũng ngày càng lan rộng, ảnh hưởng đến nhiều người. Càng nhiều bạn bè đang gặp phải những khó khăn về giấc ngủ. Vậy làm thế nào để chúng ta cải thiện giấc ngủ? Hãy cùng tham khảo ý kiến của các chuyên gia nhé. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, việc đầu tiên bạn làm là gì? Khoảng 10 phút vàng sau khi thức dậy, nếu chúng ta chỉ dùng để mặc quần áo, uống nước, ăn sáng, thì sẽ rất lãng phí. Chúng ta nên tận dụng 10 phút này để làm một việc có lợi cho sức khỏe, tăng cường thể lực và kéo dài tuổi thọ. Đó là việc gì? Chính là ngồi tĩnh tâm. Nhà văn nổi tiếng Quách Mạc Nhược từng là bậc thầy về tĩnh tâm. Những bậc thánh hiền xưa như Dương Dương Minh đã nói rằng tĩnh tọa là phương pháp để sống lâu và khỏe mạnh. Tĩnh tọa không chỉ giúp cơ thể tự điều chỉnh cân bằng mà còn giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện chức năng của ngũ tạng lục phủ và có tác dụng điều chỉnh rõ rệt đối với các bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim, bệnh thận, gút, bệnh phổi, cơ thể nặng nề, tay chân lạnh và bệnh thấp khớp. Đã từng có bài báo nói rằng nhà văn nổi tiếng Quách Mạc Nhược khi còn trẻ có thể trạng không tốt, từng mắc bệnh nặng khi còn nhỏ, sau đó bị nhiễm thương hàn khi đi học, dẫn đến mất thính giác cả hai tai. Tuy nhiên, Quách Mạc Nhược lại sống thọ đến 87 tuổi. Bí quyết nằm ở đâu? Bí quyết là nhờ vào việc ông kiên trì tĩnh tọa trong hàng chục năm không ngừng. Khi đọc về câu chuyện của Dương Dương Minh, ông bị ấn tượng sâu sắc bởi phương pháp dùng tĩnh tọa để dưỡng bệnh và tăng cường thể lực. Ngay lập tức, ông bắt đầu thử phương pháp này. Mỗi sáng sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ vào buổi tối, ông ngồi tĩnh tâm trong 30 phút. Chỉ sau chưa đầy nửa tháng, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Giấc ngủ của Quách Mạc Nhược được cải thiện đáng kể, trí nhớ và sự thèm ăn trở lại như bình thường. Dần dần, ông còn tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao như cưỡi ngựa mà không cảm thấy mệt mỏi quá mức sau khi vận động. Kể từ đó, Quách Mạc Nhược suốt đời duy trì phương pháp tĩnh tọa. Điều này giúp ông có được sự dồi dào về tinh thần và tuổi thọ cao khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngồi tĩnh tâm 10 phút có giá trị tương đương với giấc ngủ 7 tiếng. Đông y cho rằng, dưỡng sinh, việc quan trọng đầu tiên là dưỡng thần, và tĩnh tọa chính là phương pháp tốt nhất để dưỡng thần. Khi cơ thể ở trạng thái tĩnh dưỡng, mức độ căng thẳng của thần kinh được thả lỏng, nhịp thở, nhịp tim, huyết áp và nhiệt độ cơ thể đều giảm xuống theo, giúp cơ thể tích lũy năng lượng và kéo dài tuổi thọ. Báo Thâm Quyến từng đưa tin, các nhà khoa học Mỹ đã thực hiện thí nghiệm tĩnh tọa trên 40 sinh viên. Kết quả cho thấy chỉ cần tĩnh tọa từ 5 đến 10 phút, lượng oxy tiêu thụ của não sẽ giảm 17%, tương đương với mức thay đổi sau khi ngủ sâu 7 tiếng. Và hiệu quả này chỉ đạt được khi tĩnh tọa có chất lượng cao. Tĩnh tọa là một hình thức thiền, còn được gọi là ngồi thiền. Trong thiền, cơ thể và tinh thần sẽ đạt được sự cân bằng, từ sự điều hòa nội tiết đến sự thanh tịnh của cơ thể và tinh thần. Hoàng đế Nội Kinh cho rằng, tĩnh thì sâu chứa, động thì tiêu vong, có nghĩa là khi thần trí của con người được ẩn sâu bên trong, thường ở trạng thái bình yên và an hòa, sẽ ít mắc bệnh và có sức khỏe lâu dài. Tĩnh tọa còn có nhiều lợi ích khác. Giảm căng thẳng khi công việc áp lực quá lớn, làm việc căng thẳng trong thời gian dài. Chúng ta có thể luyện tập tĩnh tọa để thư giãn, giúp cơ thể và tinh thần được thả lỏng. Tĩnh tọa giúp giảm mức độ căng cơ, giảm tiết axit lactic trong máu. Bảo vệ gan, sau khi ăn, ngồi tĩnh tâm từ 10 đến 30 phút có thể giúp máu lưu thông nhiều hơn đến gan, cung cấp oxy và dưỡng chất cho tế bào gan. Giảm thèm ăn, nếu bạn muốn dùng ăn uống để giảm căng thẳng, hãy ngồi tĩnh tâm trước.
Điều này giúp thư giãn cơ thể và làm giảm cảm giác thèm ăn. Giảm huyết áp, tĩnh tọa vừa phải có thể làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, ngăn ngừa bệnh cao huyết áp và các bệnh tim mạch, mạch máu não. Vậy chúng ta nên thực hành tĩnh tọa như thế nào? Tĩnh tọa cần phải được hình thành như một thói quen lâu dài, làm tạm thời sẽ không mang lại hiệu quả. Đối với người lớn tuổi, những người chưa từng có thói quen này, việc tiến hành dần dần là điều bắt buộc, không nên vội vàng mà phải làm theo khả năng của mình. Tư thế tĩnh tọa. Tư thế ngồi song bàn, đặt cẳng chân trái lên đùi phải, sau đó đặt cẳng chân phải lên đùi trái. Hai bàn chân hướng lên trên, hai đùi giao nhau tạo thành hình tam giác. Tư thế này giúp hai đầu gối chạm sát vào đệm ngồi, ngồi thẳng lưng, không nghiêng về phía trước hay phía sau. Tư thế đơn bàn, đặt cẳng chân trái lên đùi phải, chân phải để dưới đùi trái. Tuy nhiên, tư thế này chỉ giúp một chân chạm đệm, lâu dài sẽ dễ làm cơ thể nghiêng lệch. Tư thế hạ bàn, nếu không thể thực hiện tư thế song bàn hoặc đơn bàn, có thể ngồi xếp bằng bình thường. Tuy nhiên tư thế này không được khuyến khích vì đầu gối không sát đệm, dễ bị tác động từ bên ngoài. Cách đặt tay phải lên trên tay trái, nhẹ nhàng đặt trên hai đùi, gần với bụng. Đầu và cổ thẳng, mặt hướng về phía trước, mắt khép hờ, miệng cũng khép, lưỡi chạm nhẹ vào hàm trên. Thời gian tĩnh tọa từ 10 đến 30 phút, thời gian càng dài càng tốt, nhưng không nên quá một tiếng. Tĩnh tọa có thể làm giảm căng thẳng, bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Đừng vội vàng, hãy kiên trì và thực hành đúng cách để đạt hiệu quả tối ưu. Thường xuyên tĩnh tọa còn giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, cải thiện chức năng não bộ và giảm tốc độ lão hóa của cơ thể. Điều này đã được các nhà khoa học, kể cả những người đoạt giải Nobel, chứng minh. Do đó, đừng nghĩ rằng đây là một lý thuyết sai lầm. Phương pháp này thực sự có lợi cho cơ thể. Hơn nữa, tĩnh tọa không cần đến các thiết bị hoặc địa điểm đặc biệt. Nó đặc biệt phù hợp với người già và những bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch, hô hấp, những người không thể tập luyện cường độ cao. Chỉ cần ở nhà cũng có thể đạt được mục tiêu rèn luyện sức khỏe. Phương pháp dưỡng sinh đơn giản và hiệu quả này ai cũng có thể áp dụng. Hãy chia sẻ với những người thân yêu của bạn để cùng nhau dành 10 phút mỗi sáng và tạo dựng một cơ thể khỏe mạnh. Quý vị thân mến, khi tuổi tác tăng cao, việc mất ngủ thường xuyên sẽ gây hại cho sức khỏe. Người lớn tuổi hay bị mất ngủ, và việc này ảnh hưởng thế nào đến cơ thể? Làm sao để điều trị mất ngủ ở người cao tuổi? Hãy cùng nhau tìm hiểu. Trước tiên, chúng ta hãy nói về giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon còn quý hơn 10 bát thuốc bổ. Tôi cho rằng, giấc ngủ là phương pháp dưỡng sinh tốt nhất. Một giấc ngủ ngon sẽ mang lại tinh thần sảng khoái. Còn nếu bạn thường xuyên bị mất ngủ, ngủ mơ màng hoặc dễ tỉnh giấc thì dù nằm trên giường, nhắm mắt cũng giống như đang thức khuya. Thức khuya gây tổn hại cho tạng phủ, đặc biệt là gan và thận. Người có giấc ngủ tốt và người ngủ không ngon trong thời gian dài, hoặc những người thức khuya lâu dài và không thức khuya, chỉ cần đứng trước mặt bạn, bạn có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Điều đó cho thấy sự khác biệt về sức khỏe của họ lớn đến mức nào. Đặc biệt là những người đang trong quá trình điều chỉnh và bổ sung sức khỏe. Nếu bạn thức khuya, ban ngày bổ sung thì ban đêm lại tiêu hao, cuối cùng thuốc chỉ đi qua đường ruột mà thôi. Tôi thường nói rằng, chỉ cần bạn ăn ngon, ngủ tốt, đi tiêu dễ dàng thì cơ thể sẽ không có nhiều bệnh tật. Vậy khi người cao tuổi không ngủ ngon, cơ thể sẽ có những thay đổi nào? Tác hại của việc này ra sao? Mất ngủ ở người cao tuổi có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Về mặt tâm lý,
Mất ngủ có thể gây ra lo âu, trầm cảm và các cảm xúc tiêu cực khác, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và chức năng xã hội của người già. Về mặt thể chất, mất ngủ có thể ảnh hưởng đến chức năng của nhiều hệ thống trong cơ thể, thậm chí có thể dẫn đến suy nhược thần kinh, làm nặng thêm các bệnh nền. Thứ nhất, về mặt sức khỏe tâm lý, mất ngủ có thể làm thay đổi trạng thái cảm xúc của người cao tuổi. Do tính đặc thù trong các mối quan hệ xã hội, cảm xúc của người cao tuổi dễ dao động. Khi mất ngủ, họ dễ rơi vào trạng thái bồn chồn, lo lắng. Khi tình trạng mất ngủ trở nên nghiêm trọng, có thể dẫn đến trầm cảm, lo âu, gây hại cho sức khỏe tâm lý. Thứ hai, về mặt sức khỏe thể chất, hầu hết người cao tuổi đều có một loạt các bệnh nền. Khi mất ngủ, hệ thống giao cảm của cơ thể bị kích thích, dẫn đến huyết áp tăng cao, có thể làm nặng thêm các bệnh như cao huyết áp hoặc tai biến mạch máu não. Đồng thời, mất ngủ kéo dài còn ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và hệ miễn dịch của người cao tuổi. Điều này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khác, chẳng hạn như táo bón, khó tiêu, nhiễm trùng phổi và một loạt các bệnh khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của họ. Các chuyên gia khuyến cáo rằng, mất ngủ ở người cao tuổi có thể gây ra những nguy hại lớn về cả mặt tâm lý lẫn thể chất. Thứ nhất, nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, gây ra sự dao động cảm xúc. Những trường hợp nghiêm trọng có thể phát triển thành trầm cảm và lo âu. Thứ hai, nó ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, làm nặng thêm các bệnh nền, suy giảm chức năng tiêu hóa và miễn dịch, dẫn đến sự phát triển của các bệnh lý khác. Vậy tại sao người cao tuổi lại bị mất ngủ? Có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, sau khi nghỉ hưu, trạng thái tinh thần của người cao tuổi không còn giống như khi còn đi làm. Họ thường cảm thấy thiếu hụt điều gì đó, dẫn đến trạng thái trầm cảm. Thứ hai, người cao tuổi thường đi tiểu đêm nhiều lần. Khi bước vào tuổi già, thận khí suy yếu, số lần đi tiểu đêm tăng lên, điều này ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thứ ba, theo tuổi tác, lưu lượng máu trong não của người già giảm dần. Các mạch máu trong não bị xơ cứng dễ dẫn đến rối loạn chuyển hóa trong não. Vậy làm sao để điều trị mất ngủ ở người cao tuổi? Có một số phương pháp dinh dưỡng cũng mang lại hiệu quả rất tốt trong việc điều trị mất ngủ, như 13 phương pháp của Đông y. 1. Đặt vài lát gừng tươi cắt sợi cạnh gối, có thể giúp dễ ngủ. 2. Sắc nước uống từ bách hợp, toàn táo nhân, nhục long nhãn, kỷ tử, phục linh và tiểu mạch, uống sáng và tối. Hoặc pha trà bách hợp và toan táo nhân cũng có tác dụng tương tự. 3. Đun đại táo, cam thảo và tiểu mạch thành một bát nước, uống mỗi tối trước khi đi ngủ. 4. Rang cháy sơn tra, nghiền nát, đun nước uống cùng với một ít đường trắng, uống một liều mỗi tối trước khi ngủ, nhưng không dùng cho người bị viêm dạ dày hoặc thừa axit. 5. Đun kỷ tử và táo đỏ trong 30 phút, sau đó đập hai quả trứng vào và đun đến khi chín. Uống hai lần mỗi ngày, giúp điều trị mất ngủ và hay quên. 6. Pha bột toan táo nhân với trà xanh vào buổi sáng. Không uống trà sau 8 giờ tối và uống bột toan táo nhân trước khi đi ngủ. Người bị cao huyết áp, tim đập nhanh, táo bón mãn tính hoặc phụ nữ đang cho con bú nên thận trọng khi dùng. 7. Đun cháo từ nhục long nhãn, kỷ tử, táo đỏ và gạo tẻ. Uống 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng khi bụng đói và trước khi đi ngủ. 8. Dùng nhục long nhãn khô, khiếm thực, gạo tẻ, hạt sen và một ít đường trắng. Nấu khiếm thực cho đến khi mềm, rồi nghiền nát thành hạt nhỏ. 9. Cắt nhỏ nhục long nhãn khô và khiếm thực thành hạt, sau đó nấu cùng với hạt sen và gạo tẻ. Khi chín, thêm một ít đường trắng vào,
ăn vào buổi sáng và buổi tối. Ngoài ra, người cao tuổi mất ngủ còn có thể thử một số phương pháp khác để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ví dụ, ăn một số thực phẩm giàu dinh dưỡng và có tác dụng an thần, giúp thư giãn như hạt sen, táo đỏ, nhục long nhãn và các loại thảo dược khác. Những nguyên liệu này khi được chế biến thành các món cháo hoặc trà thảo dược sẽ giúp ổn định thần kinh, cải thiện giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Tóm lại, giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của người cao tuổi. Mất ngủ không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tác động đến sức khỏe thể chất. Vì vậy, việc tìm ra các biện pháp phù hợp để cải thiện giấc ngủ là rất cần thiết. Cách tốt nhất là kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, phương pháp tĩnh tọa và thực hành những thói quen lành mạnh trong sinh hoạt hàng ngày để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Một phương pháp phổ biến và dễ thực hiện là thực hiện các bài tập dưỡng sinh kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng. Có thể tăng cường sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, từ đó giúp họ có giấc ngủ ngon và cải thiện chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, người cao tuổi cần chú ý đến môi trường xung quanh, nơi ngủ nên yên tĩnh, thoáng đãng và thoải mái. Việc này sẽ giúp cải thiện khả năng thư giãn của cơ thể và dễ dàng đưa họ vào giấc ngủ sâu. Người cao tuổi cũng nên tránh thức ăn quá mặn hoặc quá ngọt vào buổi tối, vì những thực phẩm này có thể khiến cơ thể mất nước, làm tăng áp lực cho hệ tiêu hóa. Điều này có thể gây khó ngủ và giấc ngủ không sâu. Thay vào đó, họ nên ăn nhẹ nhàng và uống đủ nước trước khi đi ngủ, giúp cơ thể thoải mái và dễ dàng thư giãn. Cuối cùng, việc duy trì thói quen tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ hoặc yoga sẽ giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu và giúp người cao tuổi dễ dàng ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, tránh tập thể dục quá mạnh trước giờ đi ngủ vì có thể gây kích thích hệ thần kinh và làm khó ngủ hơn. Do sạch gạo tẻ, cho vào nồi, thêm hạt sen, nhục long nhãn, khiếm thực cùng với nước sạch, nấu thành cháo. Khi cháo chín, thêm đường trắng, mỗi ngày dùng một lần. Cách thứ 9 là sử dụng lá lạc tươi. Lá lạc tươi tốt nhất là dùng nước sôi đổ vào ấm hoặc cốc. Đợi khi màu sắc của lá lạc ngấm vào nước thì uống, khoảng 10 phút sau sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ, hiệu quả đạt trên 95%. Thứ 10 là canh trứng gà với kỷ tử, 30 gram kỷ tử, 2 quả trứng, cùng với muối và mì chính vừa đủ. Rửa sạch kỷ tử, cho vào nồi với lượng nước vừa đủ, đun sôi trong 20 phút, sau đó đập trứng vào, đun thêm 15 phút, thêm một ít muối và mì chính, khuấy đều. Uống nước canh và ăn trứng, mỗi ngày dùng một lần, liên tục trong 5 ngày. Canh trứng kỷ tử có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm chứng mất ngủ. Công dụng của nó là dưỡng gan thận và bổ sung tinh huyết. Thích hợp cho người bị thận hư gan kém, biểu hiện như đau lưng mỏi gối, chóng mặt, hoa mắt, mờ mắt, hay quên và mất ngủ, cảm giác đau nhức khó chịu. Thứ 11 là cháo hạt toan táo nhân, 50 gram hạt toan táo nhân, 100 gram gạo tẻ. Rửa sạch hạt toan táo nhân đã sao chín, giã nát rồi cho vào nồi với lượng nước vừa đủ, đun nhỏ lửa để lấy nước thuốc. Gạo tẻ cũng do sạch, cho vào nồi với lượng nước vừa đủ, nấu thành cháo. Sau khi cháo chín, thêm nước thuốc vào, khuấy đều là được. Uống ấm vào buổi sáng và buổi tối. Thứ 12 là cháo diễn chí và hạt toan táo nhân, 15 gram diễn chí, 10 gram hạt toan táo nhân sao, 75 gram gạo tẻ. Do sạch gạo tẻ, thêm lượng nước vừa đủ vào nồi, rồi cho diễn chí và hạt toan táo nhân đã rửa sạch vào. Đun sôi bằng lửa lớn, sau đó hạ lửa nhỏ và nấu thành cháo, có thể ăn vào buổi tối. Cháo này có tác dụng an thần, dưỡng tâm và tăng cường trí nhớ, rất tốt cho những người bị chứng mất ngủ hay quên do thiếu máu.
Thứ 13 là cháo hạt toan táo nhân với hạt sen và bách hợp, 15 gram hạt toan táo nhân, 30 gram hạt sen, 10 gram bách hợp. Bạn có thể thêm yến mạch, táo đỏ và kỷ tử vào. Dùng 3 bát nước để nấu thành cháo, uống vào bữa tối hoặc 1 giờ trước khi đi ngủ. Thông qua các phương pháp điều trị nội khoa của Đông y ở trên, chúng ta có thể giảm bớt các triệu chứng mất ngủ và cảm giác khó chịu. Ngoài ra, bệnh nhân cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý và duy trì tinh thần lạc quan. Điều này rất quan trọng trong việc cải thiện giấc ngủ. Tất nhiên, chỉ dùng thuốc bên trong là chưa đủ. Chúng ta cũng cần kết hợp với các biện pháp bên ngoài. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, tăng cường tập thể dục cũng có thể giúp điều trị chứng mất ngủ. Người cao tuổi bị mất ngủ nghiêm trọng có thể chọn tập thể dục vào buổi sáng, ví dụ như tập thể dục dưỡng sinh, đi bộ hoặc chạy chậm. Các bài tập như thái cực quyền hay đi bộ chậm không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn cải thiện tâm trạng. Khi tinh thần thoải mái, sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Ngoài ra, nên duy trì thói quen ngủ đúng giờ. Nếu bạn không thể ngủ sớm, hãy trò chuyện với người nhà hoặc xem TV. Đợi đến khi thấy buồn ngủ thì hãy đi ngủ, không cần ép buộc. Khi cơ thể có thói quen và giờ giấc ngủ ổn định, bạn sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Đối với những ai không thích các biện pháp luyện tập, có một số mẹo dân gian nhỏ khác để giúp cải thiện giấc ngủ. Một trong số đó là uống sữa. Sữa chứa tryptophan, một chất hóa học có tác dụng làm cho cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Người thường xuyên mất ngủ, trước khi đi ngủ hãy uống một ly sữa ấm, sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Tác dụng an thần của sữa sẽ dần tăng lên, giúp giấc ngủ trở nên êm đềm hơn. Phương pháp thứ hai là uống giấm, chuẩn bị một muỗng canh giấm, hòa vào một cốc nước lạnh rồi uống. Giấm có thể giúp an thần và giúp bạn có một giấc ngủ ngon. Nếu bạn có thói quen uống sữa, bạn cũng có thể chọn uống một ít sữa thay vì giấm. Cả giấm và sữa đều có lợi cho giấc ngủ. Tuy nhiên, hãy chọn một trong hai, không nên uống cả hai cùng lúc. Phương pháp thứ ba là xoa tai. Khi bạn không thể ngủ trên giường, hãy dùng hai tay xoa hai tai. Dù là huyệt tai hay xoa nhẹ nhàng đều có tác dụng. Xoa từ 5 đến 6 lần, bạn sẽ bắt đầu ngáp, cảm giác mệt mỏi sẽ đến. Nhưng đừng dừng lại, tiếp tục xoa thêm khoảng 10 phút. Sau đó bạn sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Phương pháp thứ tư là ngâm nước gừng với giấm. Mỗi tối trước khi đi ngủ, thêm 3 lát gừng vào nước, đun sôi, sau đó thêm 1 muỗng giấm. Ngâm chân trong nước này trong 30 phút. Sau khoảng nửa tháng, triệu chứng mất ngủ sẽ được cải thiện. Phương pháp thứ 5 là thư giãn cơ thể. Nằm xuống ở tư thế thoải mái, nghiêng về bên phải là tốt nhất. Hoặc bạn cũng có thể nằm úp, không suy nghĩ nhiều, thả lỏng cơ mặt, thở sâu từ 1 đến 3 lần. Hãy để cơ thể dần thả lỏng, các chi thư giãn và bạn sẽ có thể chìm vào giấc ngủ trong vài phút. Nếu lần đầu tiên không thành công, bạn có thể thực hiện lại nhiều lần. Phương pháp thứ 6 là xoa bóp các huyệt trên đầu. Trên đầu có nhiều huyệt vị. Việc xoa bóp nhẹ nhàng trước khi ngủ sẽ giúp thông kinh lạc, giảm mệt mỏi trong não bộ và giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ. Phương pháp thứ 7 là nghe nhạc giúp ngủ. Nghiên cứu cho thấy nghe nhạc cổ điển với giai điệu nhẹ nhàng, nhịp điệu đều đặn, du dương trước khi đi ngủ sẽ giúp dễ ngủ hơn. Khi phát nhạc, âm lượng không nên quá lớn, chọn những bản nhạc không quá quen thuộc để tránh bị ảnh hưởng đến giấc ngủ. Phương pháp thứ 8 là gõ nhẹ răng để giúp ngủ. Nằm ngửa trên giường, gõ nhẹ hai hàm răng vào nhau, tốc độ khoảng 2 lần một giây, đếm nhịp đập của tim từ 1 đến 10 rồi lặp lại. Thông thường, sau khoảng 200 đến 300 lần, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và dần chìm vào giấc ngủ.
Trên đây là những phương pháp giúp cải thiện giấc ngủ mà tôi đã chuẩn bị cho mọi người. Hy vọng sau này mọi người đều có thể có một giấc ngủ ngon, không mộng mị và an tâm suốt đêm. Quý vị thân mến, huyết áp cao cần phải kiểm soát nhịp tim trước. Nếu nhịp tim không vượt quá giới hạn, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Ông Lưu Đại Nghiệp, năm nay 60 tuổi, cách đây một năm từng đi khám vì các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi tay chân. Sau khi kiểm tra toàn diện tại bệnh viện, ông được chẩn đoán mắc cao huyết áp. Lúc đó, huyết áp của ông đã đạt 160/108 mmHg. Ông Lưu hiểu rõ tác hại của cao huyết áp. Có người hàng xóm của ông vì không kiểm soát được huyết áp đã bị đột quỵ. Dù may mắn sống sót nhưng mọi người đều biết rằng tình trạng của người đó không còn nhiều hy vọng. Vì vậy, sau khi điều trị tại bệnh viện một thời gian, ông Lưu trở về nhà và đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Ông luôn uống thuốc đúng giờ và đúng liều lượng, đồng thời dần thay đổi các thói quen ăn uống không lành mạnh trước đây. Ông Lưu mắc cao huyết áp phần lớn là do thói quen ăn uống. Ông thường xuyên ăn thực phẩm chứa nhiều chất béo, năng lượng cao và mặn. Tuy nhiên, đôi khi ông Lưu đo huyết áp, chỉ số vẫn cao. Ông không hiểu tại sao, dù đã uống thuốc đúng giờ. Vì không có triệu chứng gì đặc biệt, ông Lưu cũng không quan tâm nhiều. Đến ngày tái khám, ông Lưu đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ đo huyết áp cho ông và kết quả là 152/98 mmHg, nhịp tim là 86 lần trên phút. Ông Lưu muốn hỏi bác sĩ tại sao đôi khi huyết áp của ông lại tăng cao như vậy. Bác sĩ giải thích rằng huyết áp tăng cần phải kiểm soát nhịp tim trước. Bác sĩ nói thêm, anh hãy nhìn huyết áp của mình. Đối với người bình thường, nhịp tim này là bình thường. Nhưng đối với những người mắc cao huyết áp như anh, nhịp tim này đã được coi là hơi cao rồi. Trước đây, ông Lưu khi đo huyết áp chưa từng để ý đến chỉ số nhịp tim. Ông thắc mắc tại sao phải kiểm soát nhịp tim khi huyết áp cao và mối quan hệ giữa chúng là gì. Bác sĩ giải thích rằng nhịp tim nhanh sẽ dẫn đến huyết áp tăng cao và đôi khi việc huyết áp của ông tăng là do nhịp tim không được kiểm soát. Điều này không có lợi cho việc kiểm soát bệnh của ông. Hơn nữa, nhịp tim nhanh còn dễ gây ra các bệnh tim mạch. Ông Lưu nghe xong thì hiểu lơ mơ, chỉ biết rằng để tránh huyết áp tăng cao, trước tiên cần kiểm soát nhịp tim. Nhiều bệnh nhân cao huyết áp cũng giống như ông Lưu, không hiểu rõ mối quan hệ giữa huyết áp và nhịp tim. Vì không để ý đến sự thay đổi của nhịp tim, họ khiến cho bệnh cao huyết áp ngày càng nặng hơn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa huyết áp và nhịp tim, cũng như lý do tại sao huyết áp cao cần phải kiểm soát nhịp tim trước. Nhịp tim là gì? Nhịp tim có thể cao hoặc thấp. Vậy chúng ta nên kiểm soát nhịp tim trong phạm vi nào để không cần phải lo lắng? Nguyên nhân gây tăng huyết áp là gì? Máu lưu thông trong cơ thể thông qua các mạch máu. Khi máu di chuyển, nó tạo ra một áp lực lên thành mạch máu. Khi áp lực này cao hơn mức bình thường liên tục, người đó có thể được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp. Huyết áp lý tưởng của con người là 120/80 mmHg. Nếu đo huyết áp 3 lần vào các thời điểm khác nhau và cả 3 lần đều cao hơn 140/90 mmHg, thì người đó có thể được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp. Nguyên nhân gây ra cao huyết áp có rất nhiều. Một trong số đó là yếu tố di truyền. Bệnh cao huyết áp có thể di truyền trong gia đình. Nếu trong nhà có người mắc bệnh này, đặc biệt là bố mẹ, anh chị em ruột, thì con cháu của họ có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn so với người bình thường. Yếu tố môi trường cũng là một nguy cơ gây ra cao huyết áp. Ngày nay, phần lớn các trường hợp cao huyết áp thứ phát đều do thói quen sinh hoạt và ăn uống không lành mạnh. Việc ăn uống các thực phẩm chứa nhiều chất béo,
Nhiều calo và nhiều muối trong thời gian dài mà không cân đối dinh dưỡng sẽ dẫn đến tăng huyết áp. Hơn nữa, nó còn dễ gây ra các bệnh như mỡ máu cao, tiểu đường. Khi mức sống của con người ngày càng được nâng cao, thì lượng hoạt động thể chất ngày càng giảm. Đây cũng là một yếu tố nguy cơ. Khi kết hợp với thói quen ăn uống không lành mạnh và lối sống ít vận động, cân nặng sẽ tăng lên và nguy cơ mắc cao huyết áp cũng tăng theo. Sự thay đổi cảm xúc cũng có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Khi bạn luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng hoặc nóng giận, áp lực lớn không được giải tỏa, điều này không có lợi cho việc kiểm soát huyết áp. Tình trạng hưng phấn hoặc quá khích về cảm xúc cũng có thể làm cơ thể kích thích hệ thần kinh giao cảm, dẫn đến tăng huyết áp. Tuy nhiên, có nhiều tình huống có thể gây ra tăng huyết áp tạm thời, chẳng hạn như tập thể dục quá mức, uống nhiều cà phê hoặc trà đặc, hoặc bị kích thích bởi thời tiết lạnh. Sau khi loại bỏ những tình huống này, huyết áp có thể trở lại bình thường. Nếu không có triệu chứng khó chịu nào, bạn không cần phải uống thuốc. Nhưng đối với những bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc cao huyết áp, ngay cả khi huyết áp đã được kiểm soát ổn định, họ vẫn cần phải dùng thuốc lâu dài. Điều này cần được chú ý. Khi mọi người đo huyết áp bằng các công cụ như máy đo huyết áp, họ thường chỉ chú ý đến sự thay đổi của chỉ số huyết áp. Nhưng thực tế, nhịp tim cũng là một yếu tố cần phải được quan tâm. Người mắc cao huyết áp thường có nhịp tim nhanh. Huyết áp cao cần kiểm soát nhịp tim trước. Trước khi tìm hiểu mối quan hệ giữa huyết áp và nhịp tim, chúng ta cần biết nhịp tim là gì. Mọi người đều biết rằng tim của chúng ta sẽ đập, và số lần tim đập trong mỗi phút chính là nhịp tim. Nhịp tim cùng với nhiệt độ cơ thể, huyết áp và hô hấp là các dấu hiệu sinh tồn cơ bản của cơ thể. Số lần nhịp tim phản ánh tình trạng sức khỏe của cơ thể. Ở người bình thường, tim đập từ 60 đến 100 lần mỗi phút. Khi nhịp tim vượt quá 100 lần trên phút, trong y học gọi là nhịp tim nhanh. Nhịp tim tăng nhanh có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do các yếu tố sinh lý, tương tự như nguyên nhân làm tăng huyết áp, chẳng hạn như cảm xúc kích động. Đột ngột gặp phải căng thẳng hoặc vận động mạnh, nhịp tim sẽ tăng nhanh, nhưng có thể trở lại bình thường sau khi nghỉ ngơi. Nguyên nhân thứ hai là do bệnh lý. Một số bệnh nền có thể khiến nhịp tim tăng nhanh, chẳng hạn như rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim, suy tim. Khi nhịp tim vượt quá 150 lần mỗi phút, có thể xảy ra tình trạng nhịp tim nhanh trên thất hoặc run nhĩ. Khi gặp các triệu chứng như khó thở, hồi hộp, bạn cần phải đi khám ngay. Ngoài nhịp tim nhanh, còn có hiện tượng nhịp tim chậm. Nhịp tim dưới 50 lần mỗi phút được gọi là nhịp tim chậm. Nhịp tim chậm cũng bị ảnh hưởng bởi cả yếu tố sinh lý và bệnh lý. Thông thường, những người tập thể dục lâu dài sẽ có chức năng tim tốt hơn, vì vậy nhịp tim của họ sẽ chậm lại. Khi cơ thể ở trạng thái ngủ, mức độ hoạt động của cơ thể giảm, nhịp tim cũng sẽ chậm hơn. Ngoài ra, những người mắc bệnh tim mạch như bệnh mạch dành cần sử dụng các loại thuốc như thuốc chẹn beta-adrenergic. Thuốc này cũng có tác dụng làm giảm nhịp tim. Đối với người bình thường, nhịp tim khoảng 80 lần mỗi phút là bình thường. Nhưng đối với người mắc cao huyết áp, nhịp tim này đã khá nguy hiểm. Nhịp tim nhanh làm tăng lượng máu bơm từ tim, kích thích hệ nội tiết và làm tăng tiết các hormone khác nhau, từ đó dẫn đến tăng huyết áp. Mặt khác, nhịp tim nhanh sẽ làm hệ thần kinh giao cảm trở nên hưng phấn, tăng nhu cầu oxy của cơ tim, dẫn đến tổn thương cơ tim và làm tăng huyết áp, đồng thời dễ gây ra các bệnh tim mạch khác. Khi nhịp tim của người cao huyết áp vượt quá 85 lần mỗi phút, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch sẽ tăng lên. Đặc biệt là khi cao huyết áp đi kèm với các bệnh tim mạch khác như bệnh mạch vành hoặc suy tim, ngay cả khi nhịp tim dưới 85 lần mỗi phút, nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng sẽ tăng đáng kể.
Do đó, phần lớn bệnh nhân cao huyết áp nên giữ nhịp tim trong khoảng từ 60 đến 80 lần mỗi phút để kiểm soát huyết áp một cách hiệu quả. Giảm nhịp tim không chỉ giúp kiểm soát huyết áp mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đại học Y học Trung Quốc cùng với Viện Nghiên cứu Y tế Đài Loan đã thực hiện một nghiên cứu trên 2 triệu dữ liệu. Kết quả cho thấy nhịp tim càng cao thì tuổi thọ càng giảm. Khi nhịp tim vượt quá 70 lần mỗi phút, cứ mỗi nhịp tim tăng thêm, tuổi thọ trung bình có thể giảm đi 4 tháng. Nếu nhịp tim đạt 100 lần mỗi phút, tuổi thọ có thể giảm đến 13 năm. Nhịp tim cao trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp và giảm tuổi thọ, nhưng nhịp tim chậm trong thời gian dài cũng không phải là tốt. Nhịp tim quá chậm sẽ khiến tim không đủ máu và oxy. Cơ thể thiếu oxy và máu trong thời gian dài có thể dẫn đến các bệnh tim mạch và mạch máu não, thậm chí là đột tử. Dù là bệnh nhân cao huyết áp hay người khỏe mạnh, chỉ cần nhịp tim không dưới 50 lần mỗi phút và chưa đến mức độ nhịp tim chậm, thì không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy bất kỳ triệu chứng khó chịu nào, hãy đi khám ngay. Huyết áp cao cần kiểm soát nhịp tim trước. Vậy trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể thực hiện những biện pháp nào để ổn định nhịp tim? Hãy cùng tìm hiểu tiếp nhé! Các biện pháp kiểm soát nhịp tim. Đầu tiên, cần ổn định cảm xúc, căng thẳng tinh thần, tức giận, lo lắng đều có thể khiến nhịp tim tăng nhanh. Đây cũng là lý do tại sao khi con người quá kích động, tim sẽ dễ bị khó chịu. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh, tránh các cảm xúc tiêu cực. Khi cảm xúc bị ức chế hoặc quá kích động, bạn có thể nghe nhạc hoặc ngồi tĩnh tâm để giúp giảm bớt căng thẳng. Thứ hai, thay đổi các thói quen sinh hoạt và ăn uống không lành mạnh, chẳng hạn như thức khuya, hút thuốc, uống rượu. Những thói quen này, cũng như việc thường xuyên uống cà phê hoặc trà đặc, đều có thể khiến nhịp tim tăng nhanh do các yếu tố sinh lý. Mặc dù nhịp tim có thể trở lại bình thường trong thời gian ngắn, nhưng đối với người mắc cao huyết áp, sự không ổn định của huyết áp có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên. Các nghiên cứu cho thấy, nếu kiên trì tập thể dục trong hơn 3 tháng, nhịp tim có thể giảm từ 4 đến 5 lần mỗi phút. Vì tập thể dục giúp tăng cường chức năng tim phổi, cải thiện khả năng cung cấp máu và oxy của tim, từ đó nhịp tim sẽ ổn định hơn. Nghiên cứu của Ôn Khởi Bang cũng phát hiện rằng, những người có nhịp tim từ 80 đến 89 lần mỗi phút và có thói quen tập thể dục thường xuyên, so với những người không tập thể dục, có tuổi thọ trung bình cao hơn 5 năm. Tập thể dục nên tiến hành dần dần, tùy theo tình trạng sức khỏe của mỗi người để chọn ra môn thể thao phù hợp nhất, chẳng hạn như bơi lội, đi bộ nhanh hoặc thái cực quyền. Điều quan trọng là trong quá trình tập luyện, bạn cũng nên chú ý đến sự thay đổi của nhịp tim. Thông thường, nhịp tim khi tập thể dục sẽ cao hơn nhịp tim lúc nghỉ khoảng 20 lần mỗi phút. Thông qua việc tập thể dục để giảm cân và giảm gánh nặng cho tim, nhịp tim cũng sẽ được giảm bớt. Cuối cùng, một số người mắc bệnh cần phải sử dụng thuốc, và có những loại thuốc có thể làm tăng nhịp tim, chẳng hạn như thuốc cảm hoặc thuốc hít trị hen suyễn. Trước khi dùng thuốc, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để tránh tình trạng nhịp tim tăng nhanh. Thông qua ví dụ của ông Lưu, chúng ta đã hiểu thêm về các yếu tố liên quan đến huyết áp tăng cao. Huyết áp tăng cao có nhiều nguyên nhân, đôi khi cần phải kiểm soát nhịp tim trước thì mới có thể kiểm soát huyết áp. Những yếu tố khác nhau dẫn đến nhịp tim tăng nhanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc huyết áp tăng cao. Điều này không có lợi cho bệnh nhân cao huyết áp trong việc kiểm soát sự phát triển của bệnh. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày,
chúng ta nên tích cực thực hiện các biện pháp kiểm soát nhịp tim, giữ nhịp tim ở mức ổn định. Điều này không chỉ giúp kiểm soát huyết áp, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần nhịp tim không dưới 50 lần mỗi phút, thì không cần quá lo lắng. Ở tuổi 50 trở đi, nhịp tim 55 lần mỗi phút có bình thường không? Làm sao để điều chỉnh nhịp tim? Ông Lư, năm nay 53 tuổi, là người rất chú trọng đến việc dưỡng sinh và yêu thích thể dục. Mỗi ngày, ông đều ra ngoài chạy bộ nửa tiếng, cuối tuần lại hẹn bạn bè đạp xe. Dù tuổi đã không còn trẻ, nhưng ông vẫn giữ được vóc dáng tốt, không bị phát phì và chưa bao giờ mắc bệnh. Gần đây, một người bạn của ông Lư qua đời do bị nhồi máu cơ tim, nguyên nhân là vì hút thuốc lá và thức khuya trong nhiều năm. Điều này khiến ông Lư vừa buồn bã vừa lo lắng cho sức khỏe của mình. Vì vậy, ông quyết định đến bệnh viện để kiểm tra tim mạch. Kết quả cho thấy điện tâm đồ của ông hiển thị nhịp tim là 55 lần trên phút, với chẩn đoán nhịp xoang chậm. Ông Lư cảm thấy rất lo lắng, liệu có phải ông đã gặp vấn đề về sức khỏe? Ở tuổi 50, nhịp tim 55 lần trên phút có bình thường không? Trước tiên, hãy tìm hiểu về khái niệm nhịp xoang chậm. Thông thường, nhịp tim của người bình thường sẽ dao động trong khoảng từ 60 đến 100 lần mỗi phút. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhịp tim của một số người trưởng thành có thể dưới 60 lần trên phút. Trường hợp này được gọi là nhịp xoang chậm. Nhịp xoang chậm nghe có vẻ như là một vấn đề sức khỏe, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc cơ thể yếu. Ví dụ, ông Lư rất chú trọng đến việc tập luyện, và chức năng tim của ông rất tốt. Ngay cả khi nhịp tim của ông thấp hơn 60 lần trên phút, cơ thể của ông vẫn khỏe mạnh. Nhiều người tập thể dục thường xuyên, chẳng hạn như chạy bộ, cũng có nhịp tim thấp. Điều này không phải là vấn đề sức khỏe, mà ngược lại là dấu hiệu của một cơ thể khỏe mạnh. Do đó, ông Lư và những người có trường hợp tương tự không cần quá lo lắng. Thực tế, tiêu chuẩn nhịp xoang chậm của Trung Quốc được xác định là dưới 60 lần trên phút. Nhưng ở một số quốc gia khác, tiêu chuẩn này là dưới 50 lần trên phút. Tiêu chuẩn của Trung Quốc nghiêm ngặt hơn, nên bạn không cần quá căng thẳng. Tuy nhiên, nếu cơ thể không khỏe, thì nhịp tim chậm vẫn cần được chú ý. Nhịp xoang chậm do bệnh lý có thể gây nguy hiểm, dẫn đến các triệu chứng như chóng mặt, khó thở, mệt mỏi và cần được điều trị kịp thời để giảm bớt triệu chứng. Vì vậy, chúng ta nên duy trì nhịp tim ổn định trong một phạm vi khỏe mạnh. So với nhịp tim 55 lần trên phút, điều nguy hiểm hơn là nhịp tim không đều, khi nhịp lúc nhanh lúc chậm. Vậy làm sao để điều chỉnh nhịp tim? Dưới đây là 4 cách giúp bạn kiểm soát nhịp tim. Thứ nhất, kiểm soát cân nặng. Béo phì là một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe. Trước đây, các nhà nghiên cứu Úc đã thực hiện một nghiên cứu. Kết quả cho thấy khi người béo phì giảm 10% cân nặng, nhịp tim của họ đã giảm và ổn định hơn. Do đó, những người béo phì muốn ổn định nhịp tim cần phải kiểm soát cân nặng trước. Chỉ số kiểm soát cân nặng có thể tham khảo thông qua chỉ số BMI. Lấy cân nặng chia cho bình phương chiều cao, kg trên m. Giá trị chuẩn của BMI nằm trong khoảng từ 18,5 đến 23,9. Nếu vượt quá mức này, bạn cần phải kiểm soát cân nặng. Thứ hai, tránh thức khuya và chú ý điều chỉnh giấc ngủ. Hiện nay, rất nhiều người trẻ tuổi gặp các vấn đề về tim. Khi hỏi nguyên nhân thì đều là do thức khuya. Điều này cho thấy việc thức khuya lâu dài thực sự gây hại cho tim. Nhiều người sau khi thức khuya cảm nhận rõ rệt nhịp tim đập mạnh hơn, thường xuyên cảm thấy hồi hộp và quan trọng hơn là xuất hiện các triệu chứng như đau thắt ngực, khó thở. Nguy hiểm nhất là tình trạng nhồi máu cơ tim và rung nhĩ có thể đe dọa đến tính mạng. Vì vậy, mọi người nên đi ngủ đúng giờ. Thứ nhất,
cần có thời gian ngủ đủ giấc. Thứ hai, cần duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn. Không nên thức khuya quá mức chỉ vì là cuối tuần. Đảm bảo hai yếu tố này sẽ mang lại một giấc ngủ chất lượng cao. Thứ ba, học cách giảm căng thẳng. Nhiều người sống trong áp lực cuộc sống lâu dài trở nên lo lắng, nhạy cảm và suy nhược. Những cảm xúc tiêu cực quá mức này cũng dễ khiến nhịp tim tăng nhanh và không ổn định. Vì vậy, khi gặp vấn đề, bạn không nên hành động bốc đồng hoặc căng thẳng. Hãy giữ bình tĩnh, thở sâu để giảm bớt căng thẳng và tránh làm nhịp tim tăng vọt, huyết áp tăng lên. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh tim mạch. Thứ tư, điều chỉnh nhịp tim qua việc tập thể dục. Nếu thông qua việc tập thể dục mà có thể giữ nhịp tim ở mức ổn định, thì nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não sẽ giảm đi rất nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, đừng ngồi yên quá lâu. Cuối tuần hãy ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Tập thể dục sẽ giúp tăng cường chức năng cơ tim, cải thiện lưu thông máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, từ đó điều chỉnh nhịp tim và bảo vệ tim mạch. Cuối cùng, nếu thực sự có người gặp phải vấn đề về tim, cũng đừng hoảng sợ. Hãy kịp thời điều trị, bằng thuốc hoặc phẫu thuật vẫn có thể cải thiện được nhịp tim. Tất nhiên, sau khi điều trị, cũng cần thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và điều dưỡng. Nhìn chung, sau 50 tuổi, nhịp tim dưới 60 lần mỗi phút không nhất thiết là dấu hiệu của bệnh tật. Có thể đây là tình trạng bình thường, phải dựa vào tình trạng sức khỏe cụ thể của mỗi người để xác định. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe tim mạch, mọi người vẫn cần chú ý ổn định nhịp tim và phòng ngừa các bệnh tim. Vậy thì, nhịp tim nhanh hay nhịp tim chậm, cái nào có lợi hơn cho tuổi thọ? Thực tế, chỉ dựa vào tốc độ nhịp tim để đánh giá tuổi thọ của một người là điều không thực tế. Bởi vì mỗi người đều là cá thể độc lập, có sự khác biệt rõ ràng về mọi mặt, và tần số nhịp tim tự nhiên cũng khác nhau. Do đó, việc đánh giá tuổi thọ dựa trên nhịp tim nhanh hay chậm là không đáng tin cậy. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua. Nếu nhịp tim của bạn xuất hiện những bất thường trong một thời gian dài, bạn cần phải chú ý nhiều hơn, bởi đây rất có thể là dấu hiệu cảnh báo về bệnh lý nào đó. Trong điều kiện bình thường, nhịp tim của con người nên dao động từ 60 đến 100 lần mỗi phút. Nhưng nhịp tim không phải là một con số cố định. Nó có thể thay đổi khi bị kích thích bởi nhiều yếu tố bên ngoài và bên trong. Thông thường, nhịp tim không nên chậm hơn 50 lần mỗi phút và cũng không nên nhanh hơn 130 lần mỗi phút. Nếu sự thay đổi nhịp tim chỉ là phản ứng tạm thời với một số yếu tố kích thích, thì điều đó thường không đáng lo ngại và chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra. Tuy nhiên, nếu nhịp tim bất thường hoặc rối loạn nhịp tim xảy ra thường xuyên, bạn nên đến bệnh viện để thực hiện điện tâm đồ hoặc các kiểm tra khác, nhằm ngăn ngừa những vấn đề liên quan đến sức khỏe tim mạch và mạch máu não mà bạn không biết. Nhìn chung, tốc độ nhịp tim thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tập thể dục, cảm xúc, thuốc men và bệnh tật. Nếu đã loại trừ tất cả các yếu tố sinh lý mà nhịp tim vẫn bất thường, thì có thể liên quan đến bệnh lý. Vậy đối với người cao tuổi, nhịp tim bao nhiêu là tốt nhất? Thực tế, khi tuổi tác ngày càng cao, nhịp tim sẽ dần chậm lại. Ở người cao tuổi, nhịp tim khi nghỉ ngơi thường giữ ở mức khoảng 70 lần mỗi phút. Mức nhịp tim hợp lý nhất cho người cao tuổi không có bệnh lý nền là từ 50 đến 60 lần mỗi phút. Đối với những người có bệnh lý nền như cao huyết áp, bệnh mạch vành và các bệnh tim mạch khác, nhịp tim khi nghỉ ngơi tốt nhất nên giữ trong khoảng 55 đến 60 lần mỗi phút. Tuy nhiên, dù thế nào, tiêu chuẩn nhịp tim cụ thể vẫn phải dựa trên tình trạng sức khỏe cá nhân. Đối với những người có bệnh lý nền, cần chú ý nhiều hơn đến các tín hiệu bất thường mà cơ thể gửi ra. Chỉ khi phát hiện và kiểm tra ECG,
bệnh mới có thể được kiểm soát kịp thời và hiệu quả. Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người cần đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tim mạch của mình. Điều quan trọng là duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và hợp lý, đảm bảo ngủ sớm, dậy sớm, tránh hút thuốc và uống rượu. Đồng thời, cần chú trọng hơn đến việc kiểm soát chế độ ăn uống, cảm xúc, vận động và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chỉ khi quản lý tốt các yếu tố nhỏ nhặt này, sức khỏe của bạn mới ít gặp phải những vấn đề lớn. Xin chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe để có thể sống một đời ung dung tự tại. Cảm ơn đã dành thời gian dõi xem Bờ Tỉnh Thức mỗi ngày. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và hẹn gặp lại.